Hello, xin chào tất cả quý khách hàng và các bạn đồng nghiệp nha. Thì hiện tại là bên Nam đang khá là nhiều các dòng xe bán tải Demac cũng như là phiên bản Rectic như là phiên bản Highlander thì cũng đang đầy đủ các dòng xe có thể giao cho quý khách hàng nha. Thì quý khách hàng nào đang quan tâm dòng xe bán tải để mua để phục vụ công việc cũng như là chạy gia đình thì mình cứ liên hệ với Nam qua số hotline là 0355 282528 để Nam hỗ trợ bàn giao xe cũng như là cái báo giá cho quý khách hàng nha. Thì hiện tại ở dòng xe bán tải Demac này thì bên Nam đang hỗ trợ cho quý khách hàng là 80% nha, 80% giá trị xe. Quý khách hàng trả trước chỉ gần hơn 200 triệu là có xe rồi nha quý khách hàng. Đây, quý khách hàng nếu mà ngại alo cho Nam thì có, quý khách hàng có thể là cái bạn qua Zalo. Bên Nam cũng sử dụng số 0355 282528 để làm Zalo thì các bác cứ kết hợp với kết bạn qua Zalo thì Nam sẽ báo giá cho quý khách hàng. Thì trước mắt quý khách hàng đây là phiên bản Highlander và phiên bản kia là phiên bản Rectic. Thì hôm nay mình sẽ so sánh đầu đuôi của hai phiên bản này thì xem nó có điểm giống và khác nhau như thế nào nha các bác, để xem là chênh lệch nhau giữa một giá niêm yết là 680 và một bên là giá niêm yết là 750 triệu thì sẽ khác nhau những cái gì nha. Đây, đầu tiên thì mình sẽ đánh giá về phần đầu trước đi ha. Đây, về phần đầu mặt na răng thì một bên thì mình sẽ sử dụng là mặt na răng theo kiểu dạng nhám như thế này, dạng nhám. Còn một bên là phiên bản Highlander thì mình sẽ là mạ rôm. Ở phiên bản Highlander thì mạ rôm từ mặt ga lăng cho tới nay nắm cửa hoặc là trên gương chiếu hậu như thế này đó, đều là sử dụng mạ rôm hết nha. Đấy, gương chiếu hậu của phiên bản Rectic là sẽ có màu đen theo xe, còn phiên bản mà Highlander sẽ là inox mạ rôm, mạ rôm phía dưới. Về thông số lốp, thông số lốp của phiên bản Rectic này là 255 65 R17 và ở phiên bản Highlander là 265 60 R18. Thì hai cái mâm này nó khác nhau nha. Đó, và hai cái kết cấu thiết kế thì nó cũng khác nhau hoàn toàn. Cái này dạng đa chấu, còn cái dạng này như kiểu là cánh quạt. Về khoảng sáng gầm ở phiên bản Rectic sẽ là 230, còn ở phiên bản Highlander sẽ là 235 nha các bác. Rồi, tiếp đến là về phần hệ thống treo. Hệ thống treo ở đây thì cũng sử dụng nhíp ba lá. Ở phiên bản Rectic cũng vậy. Coi như là hai bên là giống nhau. Và khung gầm của hai phiên bản bán tải này đều là sử dụng chassis dời hết nha các bác. Tiếp đến là về phần đuôi. Phần đuôi thì ở bên này sẽ sử dụng là bóng halogen. Đó, còn bên này sẽ thiết kế theo giống như phiên bản tay Z, ở viền này sẽ là sử dụng LED và bóng sẽ là bóng cũng halogen luôn. Về tải trọng ở hàng hóa, ở phiên bản Highlander này là 450 kg, còn ở phiên bản Rectic này là khoảng tầm 475 kg nha, nó khác nhau về tải trọng. Đó, về kích thước lòng thùng thì cũng như nhau, bật lên xuống cũng 2 tầng, bên đây cũng bật lên xuống 2 tầng. Kích thước lòng thùng này như nhau, đều là lõm sẵn sàn thùng hết, ở phiên bản này cũng vậy. Về chi kích thước chiều dài thì hai phiên bản này dài như nhau. Đó, đều là khoảng 5m2 hết nha các bác. Và một điểm hơn ở phiên bản Highlander là mình sẽ có một cái hệ thống an toàn ở đây là đây, cảnh báo điểm mù ở trên gương. Đó, ở phiên bản Highlander sẽ nhỉnh hơn nha. Đó, về tóm gọn là về ngoại thất thì khác nhau về mặt ga lăng, mâm và có cái thêm cảnh báo điểm mù ở trên gương cho phiên bản Highlander. Phía sau đuôi thì mình ở phiên bản Highlander thì nó có thêm tính năng là đèn LED xung quanh viền và bóng là bóng halogen. Đây, ở phiên bản Highlander thì mình có cái phím bấm như thế này. Và phiên bản này thì ghế nó sẽ là bọc da hoàn toàn. Để Nam qua bên kia, Nam sẽ mở cửa quay cho các bác rõ hơn nha. Ở phiên bản Highlander thì mình sẽ có ghế bọc da màu đen và đi chỉ trắng. Trên vô lăng thì có đàm thoại rảnh tay và cái ga tự động. Ở trong hệ thống khởi động là mình sẽ có khởi động từ xa, start top và có màn hình nội thất 9 inch, có phím dưới là dạng bấm piano. Và hộp số ở phiên bản này là cũng là hộp số tự động 6 cấp. Đó.
Tiếp đến thì mình sẽ ở phiên bản Ruy Tịch. Phiên bản Ruy Tịch thì mình sẽ có là ghế nỉ thôi nha các bác. Ghế nỉ trên vô lăng thì sẽ không bọc da, nhưng mà có đàm thoại dành tay và gài ga tự động. Màn hình thì vẫn có nhưng mà là chỉ 7,2 inch thôi nha. Phía dưới thì mình có cụm điều hòa là chỉnh cơ. Phía dưới thì mình cũng là hộp số tự động 6 cấp. Và ngoài ra thì mình sẽ sử dụng là chìa khóa cơ nha các bác. Đó, khá là khác nhau hoàn toàn. Về ở phiên bản Rustic này thì có 2 túi khí thôi, nhưng mà ở phiên bản Highlander thì mình lên tới là 8 túi khí lận nha các bác. Đó, sơ lược về trong nội thất thì mình sẽ khác nhau về ghế da này, rồi hệ thống giải trí, túi khí, đó, cũng như là chìa khóa thông minh. Đó thì trên đây là những hai cái review đánh giá sơ bộ về dòng xe bán tải. Một cái so sánh giữa Rustic và phiên bản Highlander, chênh lệch giá nhau khoảng tầm 70 triệu. Đó thì nó khác nhau những cái điểm như vậy. Thì bác nào mà đang cần báo giá của phiên bản nào thì cứ liên hệ với Nam qua số Zalo là 0355 282528. Các bác đừng quên đăng ký kênh và ủng hộ Nam nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.